Thể thao, World Cup 2023 kết quả vòng bảng bóng đá nữ châu Á. Châu Á có tổng cộng 6 đại diện tham dự vòng chung kết. Vòng chung kết bóng đá nữ năm nay gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Philippines và đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, sau vòng bảng, chỉ còn 2 đội tiến vào vòng 1/8, đó là Nhật Bản và Australia. Riêng đội tuyển Trung Quốc và Hàn Quốc đã gặp khó khăn và bị loại sớm. Nhật Bản là đội bóng châu Á gây ấn tượng mạnh nhất tại vòng bảng World Cup 2023. Đội này nằm ở bảng B và đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng trong tất cả 3 trận đấu. Trong khi đó, đội tuyển nữ Australia cũng thể hiện sự mạnh mẽ khi đứng đầu bảng A với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc đối diện với những khó khăn trong bảng D. Họ thua cả Đan Mạch 0-1 và Anh 1-6, chỉ giành chiến thắng hơn Haiti với cách biệt tối thiểu 1-0. Trong trận đấu với Haiti, Trung Quốc còn bị mất người từ phút 30, nhưng may mắn giành chiến thắng nhờ sự thiếu kinh nghiệm của đối thủ. Hàn Quốc mang đến bất ngờ lớn khi cầm hòa đội Đức, nhưng tổng kết vòng bảng, đội bóng này chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận đấu, hòa 1-1 với Đức, thua 0-2 trước Colombia và 0-1 trước Morocco. Mặc dù gây ấn tượng trong trận đấu với Đức, nhưng Hàn Quốc vẫn không đủ sức cạnh tranh tại World Cup. Sau vòng bảng, Nhật Bản và Australia là 2 đại diện duy nhất của châu Á tiến vào vòng 1/8. Trung Quốc và Hàn Quốc đã gặp khó khăn và chấp nhận kết thúc hành trình tại giải đấu. Cả hai đội tuyển này cần cải thiện hiệu suất và tập trung vào những giải đấu sắp tới để trưởng thành và tiến xa hơn trong tương lai.